Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defend, đây là bản tin thời sự sáng nay của chúng tôi. Sáng sớm ngày hôm nay ngày 21 tháng 5, các hãng tin lớn trên thế giới như AP, Reuters, BBC đồng loạt đăng tải thông tin xác nhận, sau 11 ngày giao tranh dữ dội, Israel và Hamas đã đồng ý ngừng bắn. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, Israel đã chấp nhận lệnh ngừng bắn sau cuộc họp trong đêm ngày 20 tháng 5 của nội các nước này, hãng tin AP đưa tin. Trong khi đó, phong trào vũ trang Hamas cũng nhanh chóng tuyên bố lực lượng này sẽ tôn trọng thỏa thuận. Hamas cũng nói rõ, việc ngừng bắn sẽ là hoạt động đồng thời và đến từ cả hai phía. Hãng thông tấn MENA của Ai Cập thì cho biết, thỏa thuận ngừng bắn sẽ có hiệu lực vào lúc 2 giờ sáng ngày 21 tháng 5 theo giờ địa phương. Lưu ý, thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian và cũng là bên chịu trách nhiệm giám sát thực thi lệnh ngừng bắn của các bên. Đây là thông tin vui cho cả thế giới nói chung trong ngày hôm nay và người dân hai quốc gia Palestine-Israel nói riêng. Đã 11 ngày rồi, người dân hai bên luôn phải sống trong lo sợ. Đáng chú ý, ngay sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, cả hai bên đều tuyên bố chiến thắng. Cụ thể, quân đội Israel tuyên bố họ hài lòng với kết quả của cuộc chiến, còn Hamas thì tuyên bố họ đã giành chiến thắng. Đây là niềm vui chiến thắng, Khalid Anaya, thủ lĩnh cấp cao của dân quân Hamas tuyên bố trên truyền thông. Tính cho đến thời điểm hai bên chấp nhận lệnh ngừng bắn, Hamas và các nhóm vũ trang Hồi giáo ở dải Gaza đã phóng 4.070 quả rocket vào Israel, phần lớn nhắm vào khu vực đông dân cư. Tuy nhiên, Israel tuyên bố phần lớn các quả rocket gây nguy hiểm đều bị hệ thống vòm sắt đánh chặn thành công, chỉ một số nhỏ lọt qua. Các đợt tấn công đã khiến 12 người ở Israel thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, một người Ấn Độ và hai công dân Thái Lan. Ngoài ra, còn có khoảng 300 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hỏng. Đáp trả lại cơn mưa rocket, lực lượng phòng vệ Israel đã triển khai chiến dịch quy mô lớn, tiến hành các đợt không kích dữ dội vào các mục tiêu ở dải Gaza. Các cuộc tấn công này đã khiến hơn 230 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 65 trẻ em, khoảng 1.500 người bị thương, nhiều nhà cao tầng bị đánh sập và chừng 120.000 người phải đi sơ tán. Bên cạnh đó, Israel cũng tuyên bố trong 11 ngày không kích, họ đã tiêu diệt nhiều tay súng, phá hủy nhiều kho vũ khí và rocket của Hamas. Israel cũng coi các cuộc không kích vào mạng lưới địa đạo của Hamas tại dải Gaza là thành tích đáng kể. Cuộc chiến lần này của họ đã đạt được những thành tựu chưa từng có ở dải Gaza. Ngay sau khi có thông tin về lệnh ngừng bắn, thế giới đã nhanh chóng có phản ứng, hầu hết là hoan hỉ. Cụ thể, Tổng thống Mỹ Biden và Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã lên tiếng hoan nghênh lệnh ngừng bắn của hai bên, ca ngợi vai trò của Ai Cập cũng như thể hiện sự ủng hộ với các nỗ lực mang lại hòa bình. Trong bài phát biểu ngay sau tuyên bố ngừng bắn của Israel, Tổng thống Biden đã gửi lời chia buồn tới những gia đình ở Palestine và Israel có người thân thiệt mạng trong những ngày qua. Ông khẳng định Washington sẽ phối hợp với Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế để cung cấp hỗ trợ nhân đạo, tái thiết dải Gaza sau chiến tranh. Bên cạnh đó, Mỹ cũng cam kết với Israel rằng họ sẽ bổ sung các tên lửa đánh chặn cho hệ thống vòm sắt. Hiện chưa có thống kê cụ thể Israel đã tiêu tốn bao nhiêu quả để đánh chặn số rocket của Hamas, nhưng e rằng với tỷ lệ 2 đạn một mục tiêu thì con số này có thể lên tới vài nghìn quả, đồng nghĩa với việc Israel tiêu tốn hàng trăm triệu đô trong những ngày qua. Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và đầy đủ với Lầu Năm Góc cũng như chính phủ Mỹ để ổn định tình hình khu vực. Dù vậy, theo giới phân tích, người ta chưa thể thở phào nhẹ nhõm vì ngọn lửa chiến tranh có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Bởi lẽ, mâu thuẫn giữa hai bên vẫn còn đó, chừng nào chưa giải quyết được nguồn cơn gây xung đột, chừng đó hòa bình chỉ là tạm thời. Gốc rễ của cuộc xung đột hiện nay chủ yếu xoay quanh tranh chấp đối với khu vực Đông Jerusalem, nơi cư dân phần lớn là người Palestine. Palestine luôn coi đây là thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai, quan điểm này được nhiều quốc gia trên thế giới ủng hộ. Trong khi đó, Israel coi đây là một phần của thành phố Jerusalem, thủ đô thiêng liêng và không thể chia cắt của nhà nước Do Thái. Hầu như, các cuộc chiến nổ ra trong suốt hàng chục năm qua chủ yếu xoay quanh câu chuyện về Jerusalem. Cuộc chiến 11 ngày qua thực ra đã nhen nhóm từ vài tuần trước đó khi căng thẳng giữa người Palestine, lực lượng an ninh Israel và phe cực hữu Israel gia tăng tại thành phố linh thiêng của người Do Thái giáo, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo. Các cuộc biểu tình đã diễn ra ngay sau khi lực lượng an ninh Israel trục xuất một số gia đình Palestine khỏi Đông Jerusalem. Israel tuyên bố đây chỉ là tranh chấp bất động sản, trong khi người Palestine coi đây là một phần của chiến dịch thanh lọc sắc tộc nhằm đuổi người Palestine khỏi Đông Jerusalem. Căng thẳng gia tăng khi Israel cấm người Palestine tụ tập gần cổng thành cổ Jerusalem trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Đáp trả, cảnh sát Israel đã xông vào nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa hôm 10 tháng 5 để trấn áp người biểu tình. Người Hồi giáo Palestine nói riêng và thế giới Hồi giáo nói chung coi đây là một hành động xúc phạm. Ngay sau đó, Hamas và các lực lượng vũ trang Hồi giáo ở Gaza đã bắt đầu phóng rocket về hướng Jerusalem, chiến tranh thế là đã bùng nổ. Bây giờ, cuộc chiến đã tạm dừng, nhưng sẽ bùng trở lại bất cứ lúc nào khi vấn đề Jerusalem vẫn còn đó. Nói chung, không phải mỗi Jerusalem,
trên khắp thế giới, vấn đề tranh chấp lãnh thổ luôn rất phức tạp, rất khó giải quyết và thường là nguồn cơn cho chiến tranh. Khi các bạn nói về câu chuyện Israel-Palestine, nếu dành thêm chút thời gian suy nghĩ, tôi cho rằng các bạn sẽ sớm nhận ra chúng ta cũng đang phải đối đầu với các tranh chấp trên Biển Đông. Các bạn có thấy việc tranh chấp lãnh thổ có dễ giải quyết hay không? Trên thế giới, chẳng mỗi Trung Đông mà cả thế giới này, đâu đâu cũng có tranh chấp. Gần đây là tranh chấp vùng lãnh thổ Nagorno-Karabakh giữa Azerbaijan và Armenia đã dẫn tới một cuộc chiến tranh khốc liệt. Vùng đất toàn đồi núi có diện tích 8.223 km², Azerbaijan coi là một phần lãnh thổ của họ, nhưng cư dân sống ở đó lại chủ yếu là người Armenia. Sau cuộc chiến năm 1994, vùng đất này được công nhận là lãnh thổ của Azerbaijan, nhưng nước này lại không thể thực thi quyền quản lý. Còn cộng đồng người Armenia ở đây lại tổ chức trưng cầu dân ý, thành lập nước Cộng hòa Ly Khai với ý đồ sáp nhập vào Armenia. Thế là chiến tranh. Trở lại với Trung Đông, Palestine họ có lý của họ, nhưng Israel cũng có lý của họ. Hai bên đều được các nước trên thế giới ủng hộ, mỗi bên một phe. Thế giới còn không thống nhất được nên ủng hộ bên nào thì bảo sao chiến tranh vẫn nổ ra. Dù vậy, cuộc chiến 11 ngày của tháng 5 cũng cho thấy một dấu hiệu rất nguy hiểm. Đó là các xung đột của tương lai sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Chỉ trong 11 ngày, Hamas đã phóng hơn 4.000 quả rocket bằng cả tổng số rocket mà nhóm vũ trang này bắn đi trong cuộc chiến Gaza năm 2014 kéo dài 7 tuần. Các cuộc tấn công bằng rocket tập trung mật độ hỏa lực dày hơn, tầm bắn xa hơn, sức công phá lớn hơn là điều đã gây sốc cho giới quân sự Israel. Mối đe dọa với Tel Aviv và các thành phố khác của Israel chưa bao giờ lớn tới vậy. Đã có dấu hiệu các hệ thống vòm sắt có thể đã bị quá tải vì cùng lúc phải đánh chặn hàng trăm quả rocket. Ngoài ra, Hamas đang thể hiện việc họ ngày càng hoàn thiện hơn về công nghệ rocket cũng như có chiến thuật chiến đấu khôn ngoan hơn. Tất cả điều đó dẫn tới một khả năng xung đột tương lai sẽ khốc liệt hơn, thương vong lớn hơn cho cả hai bên. Tất nhiên, chẳng ai muốn chiến tranh xảy ra, nhưng xin nhắc lại, chừng nào nguồn gốc mâu thuẫn chưa được giải quyết, chừng đó đừng mong hòa bình vĩnh viễn. Bản tin sáng nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.